5 gia tộc hoàng gia giàu nhất thế giới. Hoàng gia Saudi Arabia, gia tộc Saud cai trị Saudi Arabia từ năm 1744 và đã đặt tên đất nước theo gia đình họ. Gia đình hoàng gia Saudi Arabia có tổng cộng hơn 15.000 thành viên, sở hữu khối tài sản ròng trị giá khoảng 1.400 tỷ USD. Nhà vua Salman người trị vì kể từ năm 2015 được cho là sở hữu tài sản cá nhân trị giá 18 tỷ USD, biến ông trở thành thành viên hoàng gia giàu nhất thế giới. Hoàng tử Al-Walid bin Talal là thành viên hoàng gia giàu có thứ hai trong gia đình với tài sản 16 tỷ USD. Hoàng gia Kuwait, gia tộc Saber Kai trị Kuwait từ năm 1752 và được biết đến với những khoản đầu tư khổng lồ vào các công ty blue chip lớn ở Mỹ. Ước tính, gia đình hoàng gia Kuwait sở hữu khối tài sản trị giá 90 tỷ USD vào năm 1991, nhưng khi giá cổ phiếu tăng, hiện gia tộc này đang nắm giữ khối tài sản có giá trị lên tới 360 tỷ USD. Gia đình hoàng gia Kuwait có khoảng 1.000 thành viên và hiện do Sayyidina Nawaz al-Ahmad al-Sabah đứng đầu, người kế vị ngai vàng vào năm 2020 sau khi người anh cùng cha khác mẹ Sayyidina Sabah IV Ahmad al-Zaber al-Sabah qua đời. Hoàng gia Qatar, gia tộc Thani trị vì Qatar là gia tộc giàu có thứ ba thế giới với khối tài sản 335 tỷ USD. Gia đình hoàng gia này nắm giữ các khoản đầu tư bất động sản trên toàn cầu bao gồm tòa nhà chọc trời London Estate Anh, Harrods Department Store Anh và Empire State Mỹ. Trong đó, quốc vương Sayyid Tamim bin Hamad Al Thani hiện đang nắm giữ khối tài sản ròng có giá trị 2 tỷ USD. Ông có các khoản đầu tư vào ngân hàng Barclays Anh, hãng hàng không British Airways Anh và công ty ô tô Volkswagen Đức. Ở tuổi 41, ông đang là quốc vương trẻ nhất trên thế giới và là một trong số 8.000 thành viên hoàng gia Qatar. Hoàng gia Abu Dhabi. Hoàng gia Abu Dhabi hiện là gia tộc cai trị 7 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ năm 1793. Khối tài sản ước tính 150 tỷ USD của Hoàng gia Abu Dhabi chủ yếu đến từ việc bán dầu. Lợi nhuận khổng lồ từ dầu mỏ đã giúp Hoàng gia Abu Dhabi trở thành một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới. Trong đó, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum hiện là phó tổng thống, thủ tướng UAE kiêm quốc vương Dubai có khối tài sản lên đến 18 tỷ USD. Còn Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan là cựu tổng thống UAE, sở hữu mảnh đất trị giá 7,1 tỷ USD ở thủ đô London của Anh. Riêng tiền thu được từ việc cho thuê mảnh đất này cũng giúp ông thu về tới 200 triệu USD trên năm. Sheikh Khalifa qua đời vào tháng 5 vừa qua và Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan là người kế vị ông. Hoàng gia Anh. Theo Forbes, Hoàng gia Anh có tổng tài sản ròng 88 tỷ USD, trong đó riêng nữ hoàng sở hữu khối tài sản cá nhân ước tính gần 500 triệu USD. Gia đình hoàng gia có 3 nguồn thu nhập chính, bao gồm tài sản hoàng gia, công quốc Lancaster và công quốc Conway. Hầu hết tài sản của nữ hoàng Elizabeth II được tạo ra bởi SOV Erin Grant, trợ cấp hoàng gia cùng với việc sở hữu vương miện. Nhiều tài sản của gia đình, bao gồm dinh thự Sandringham ở Norfolk và Balmoral ở Scotland. Sau khi nữ hoàng Elizabeth II băng hà, vua Charles III sẽ thừa kế khối tài sản của nữ hoàng và trở thành quốc vương trị vì.